Anh Lân Đường Buôn Đôn xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là phiên ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Có vài đơn chia sẻ cho cả nhà, đơn kiếm nha cả nhà, kiếm mặt hoa, đai trâu, hoàng nhạn tháng 4, sóc nha cả nhà. Cả nhà ai chốt đơn nào thì liên hệ với số điện thoại 0332155318 hoặc số điện thoại 0337781128 nhé. Mình đi đơn đầu tiên. Đơn này là cây tịnh tâm nha cả nhà. 150k. Đơn này 150k. Mặt hoa của nó tịnh tâm này. Mặt hoa tịnh tâm đơn số 2. Mình có 3 đơn nha cả nhà. Đơn số 2 tịnh tâm. Đơn số 2 150k. Đơn số 3 ba đơn. Đây mặt hoa tịnh tâm này. Tâm 50k một đơn. Đơn số 4. Đơn số 4, đơn này là vũ đăng nha cả nhà. Đây vũ đăng. Đây mặt hoa vũ đăng cánh bầu. Đơn này 220k, đơn số 4. Thân thủ. Đơn số 5, đơn số 5 là hoa mùng 2 tháng 9. Mùng 2 tháng 9 nha cả nhà. Đơn 200k một đơn, một tép. Đây. Bầu mùng 2 tháng 9 mặt hoa này. Này có 2 đơn. Mùng 2 tháng 9. Một đơn. Đơn số 5, đơn số 6 nha cả nhà. Mùng 2 tháng 9 mặt hoa đây. Đơn số 7, đơn số 7. Đơn số 7 là có một dè thôi, một dè này. Hồng Phúc. Đơn này Hồng Phúc nha cả nhà. Đơn này 200k, đơn số 7 200k Hồng Phúc. 200k cho đơn này. Hồng Phúc nha cả nhà. Đây mặt hoa của nó này. Đây vòng mặt hoa Hồng Phúc này. Lưỡi màu hồng, cánh màu vàng. Đây đơn số 8, đơn số 8 là vị hoàng. Đây vị hoàng nhé cả nhà. Đơn số 8, hai thân. 200k. Đây mặt hoa vị hoàng. Đây mặt hoa vị hoàng. Đơn số 9 này. 200k luôn. Vị hoàng ấy, 3 thân, 2 mầm. Đơn số 10 nha, 150k. Đơn số 10. Đây cũng vị hoàng một thân. Đơn này 150k. Đơn vị hoàng. Hoa mắt hoa của nó. Đơn số 11, đây là vàng Tây Ninh. Vàng Tây Ninh nè, mặt hoa vàng Tây Ninh nè. Có 2 đơn, một đơn 200k. Vàng Tây Ninh nè. Cây này 2 mầm. Đơn 200k, 11, 12. Đấy. 200k. Này, mặt hoa vàng Tây Ninh. Đơn số 13 là đơn combo sóc nha cả nhà, sóc quế tím. Sóc quế tím báo hỷ nhất điểm hồng. Bạch ngọc đơn này 120k, đơn số 13. Có 1 cây này. 2 3 quế tím. 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 cây nha, 14 cây que tím này. Cây 2 cây bạch ngọc. Đây là cây nhất điểm hồng 1 này, 2 này. 3 này. Còn báo hỷ 1 này, 2 3 4 5 6 7 báo hỷ sóc 1 2 3 4. Đơn này 120k nha cả nhà. Đơn số 13. Đơn số 14 là kiều tím, đơn này 200k nha cả nhà. Kiều tím lùn. Thuần. Nguyên bản thuần trọng. Đơn này 100. Đơn này 200k có 1. Đơn nhiều thân nhá, gần 10 thân. Đơn số 15. Đơn số 15. Đơn này là hoàng nhạn tháng 4. Cặp hoàng nhạn tháng 4 600k nha cả nhà. Nó rất là đẹp luôn. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cặp lá rưỡi. Đơn này 600k. Đơn số 17. Đơn số 17 đến số 6 này. Cây này là hàng thuần nhá cả nhà. Nguyên bản thuần. Cây này là sọc mờ nhá cả nhà. Cả nhà về bắt sọc này. Cây này sọc mờ này. Có 1 2 3 4 5 6 cặp lá. Đơn này 600k. Đơn số 18, đơn này 220k, một mẹ một con. Đơn số 19, 400 nha cả nhà. Mít rụt. Nguyên bản thuần mít rụt này. 1 2 3 4 5 6 cặp lá. 400k, đơn số 19. Đơn số 20 là quế tím nha cả nhà. Đơn này 150k, cũng có 1 này. 2 3 4 5 150k nhé. Đơn số 21. Đơn này là đây mít nha cả nhà. Cây gần 7 xanh, đơn này 500k. Cây mít gần 7 xanh. 500k. Đơn số 22. Gặp đây đâu. Đơn này 250. 22 nha, hàng thuần lũa. Về chỉ việc treo thôi. Đơn số 23. Đơn sóc. Đơn cuối cùng nha cả nhà. Đơn này 180k. Có 1, 2, 1, 2, 3, 4 cặp lá. 1, 2, 3 cặp lá rưỡi. 2 cây. Đơn này 180k. Đơn số 23. Mình có 23 đơn để chia sẻ cho cả nhà. Cả nhà ai chốt đơn nào thì liên hệ với số điện thoại 033778128 nha. Mình tên là An. Chào cả nhà nhé. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để xem video tiếp theo nhé. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Chào cả nhà.